Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho Australia. Trong lời chào các tín hữu hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng 8 tháng 1, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Australia đang bị hỏa hoạn hoành hành, gây thiệt hại to lớn. Đức Thánh Cha nói, trong số anh chị em có một nhóm đến từ Australia. Tôi muốn xin tất cả cầu nguyện, xin Chúa giúp dân tộc này trong thời điểm khó khăn với trận lửa dữ dội. Tôi gần gũi với dân tộc Australia. Một châu lục trong biển lửa. Từ nhiều tuần qua, Australia đang bị tiêu diệt bởi các trận hỏa hoạn dữ dội. Với hơn 8 triệu hecta rừng bị thiêu đốt từ tháng 9 năm ngoái, 25 người đã thiệt mạng trong đám cháy với hơn 2.000 ngôi nhà bị phá hủy. Một thảm họa dẫn đến cái chết của 1 tỷ động vật, bao gồm hàng ngàn loài được bảo vệ. Trong những ngày qua, nhiệt độ tại Australia có giảm bớt và lính cứu hỏa đã gia tăng việc ngăn chặn các đám cháy. Dự báo là vào thứ Sáu sẽ có một đợt nắng nóng mới sau khi nhiệt độ đạt tới 50 độ trong vài ngày qua và người ta sợ rằng một số đám cháy có thể kết hợp với nhau.